Rồi, ok, hello anh em. Sáng xong rồi, em mới vừa cuốn lưới xong luôn. Nắng quá nắng, sáng thôi vẫn được thêm con nữa. Con hai con nữa. Má ông kia đặt chấm đặt đồ, ba quá. Đang văn độ mà chim về tới đây. Ông nhảy cái đụng ngao cái, mình nằm giống mình còn hết hồn hết vía chân. Ông mặt đầu gần ghê tướng hổ tới không à. Tin giờ mặt mày chưa? Hỏi không trả lời nữa chứ. Quá trời sợ. Nè đây, thành quả hồi tối của em. Mưa gió té xuống mương này, cái quần còn treo đây nữa nè. Té xuống bờ mưa, nhẹp mấy cho. Lạnh chết luôn. Để bắt tay anh em coi chơi đỡ buồn. Rồi em dăng cái vải này được quắt không được gì chứ dăng. Bởi vì em không có rút thêm. Đâu 5 6 vé gì đó không biết. 1 2 5 3 5 vé mà đâu bắt tay hết mẹ 3 4 vé rồi. Đây. Đây nè. Con cũng được. Có con này già nhìn mặt thấy cưng ghê không? Con này thuộc là màu giả đúng bài. con này thuộc là màu giả thôi, trắng đẹp mà tướng tá gọn nữa. Con này đẹp, con nhớ con này bành kỳ. Con này chút xíu gọn đẹp ghê. Đít đỏ lòm. Chim hết biết. Rồi, không quá anh em chơi vậy. Chắc anh đánh bữa nay nữa chắc đói bãi quá. Đánh quặt rồi. Không có ăn. Rồi thôi. Em gỡ vừa xong con quắt này luôn là em chạy qua bên kia xong là hỏi em bay qua em ướt cái mưa luôn á. Bởi vì em quay được có một cảnh gỡ chim cho anh em coi à. Còn mấy kia là lúc đó là mình máy em ướt nhẹp hết trơn luôn rồi đâu có mà quay phim quay phía gì được. Đồ đạc để tưởng đâu là gớt điện thoại uống nước luôn rồi. Mà anh em coi là trời mưa buổi chiều em như chuột lột nè, trời đất nè, nền đất này kia kìa, hết biết luôn rồi. Chui trong cái liều mà cà rút như con chuột mất mưa vậy. Chim chóc nó về rồi nó đi nó ấy, ô trời ơi cực khổ, hết biết cực khổ luôn.